Minh được Tưởng Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh được Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật về vận mệnh cuộc đời tuổi Ất Mão 1975 trong 5 năm tới, từ 50 đến 54 tuổi. Tránh ba điều này, đắc lộc ơn trên, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Ất Mão mạng thủy cung ly, nước trong khe lớn tự nhiên chảy hoài, thu đông xanh đạm hợp thời, có phần sung sướng hưởng đời giàu sang, xuân hạ lỗi số gian nan, phần đông vất vả tấm thân lạc loài, con người lòng dạ thông minh, bụng nghi thì có thật tình chẳng sai, làm ăn tiền bạc có hoài, ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình, nhưng mà trong đạo vợ chồng, hoa thơm hương sắc nhị trăng vòng vàng, chẳng qua đứt gánh giữa đàng, duyên sau chấp nối mới yên gia đình. Vâng, thưa quý cô bác, anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến. Người xưa có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính, vì vậy cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người sinh ra sao đã quyết định số phận hung cát, sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Ất Mão được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay trông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Ất Mão là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số cửa nạn khiến Ất Mão hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng tới nay trời chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý ba đời. Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Trải qua hơn 50 năm cuộc đời, cô bác dần nhìn nhận mọi thứ với sự sáng tỏ và thấu suốt. Sau bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, những muộn lo toan dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này, điều quan trọng nhất với chúng ta không còn là danh lợi, địa vị, mà chính là sức khỏe và bình an. Tuổi 50 không chỉ là một con số đơn thuần, đại diện cho sự lão hóa của cơ thể, mà còn là một biểu hiện của sự trưởng thành tâm hồn, của những kinh nghiệm đắt giá được tích lũy qua bao năm tháng. Đó là một chặng đường dài với những cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, tiếc nuối đến sự bình tĩnh và nhẫn nại. Khi bước sang tuổi 50, cuộc đời mỗi người trải qua những biến đổi không chỉ ở khía cạnh thể chất, mà còn ở tâm lý. Sức khỏe không còn mạnh như tuổi trẻ, những vấn đề về sức khỏe bắt đầu xuất hiện. Mái tóc trắng bạc là minh chứng cho thời gian trôi qua không dừng lại. Tuy nhiên, sự chậm trễ của thân thể mở ra một khoảng thời gian dành cho bản thân, để ta có cơ hội chiêm nghiệm cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Tâm lý của Ất Mão ở tuổi 50 cũng trở nên chín chắn hơn, không còn ham muốn chạy theo thành công vật chất như tuổi trẻ. Thay vào đó, họ đánh giá cao những giá trị tinh thần, những khoảnh khắc bình dị bên gia đình và bạn bè. Sự trưởng thành của tâm hồn giúp họ nhìn nhận cuộc sống một cách bình thản, không còn quá phụ thuộc vào những gì bên ngoài. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của Ất Mão khi bước qua tuổi 50 là khả năng nhìn nhận cuộc sống một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Những trải nghiệm, thất bại, thành công đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và về thế giới xung quanh. Bạn không còn lo lắng về tương lai hay nuối tiếc về quá khứ, mà tập trung sống trong hiện tại, tận hưởng từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn nhất. Tuổi 50 cũng là thời điểm mà chúng ta bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Bạn muốn biết mình đã đóng góp gì cho xã hội, cho gia đình và cho thế hệ sau. Việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống không chỉ giúp họ cảm thấy hài lòng với bản thân mình, mà còn tạo nên sự động viên và khích lệ cho những người xung quanh.
từ những trải nghiệm đắng ngọt của cuộc đời, Ất Mão rút ra được những bài học quý giá. Cô bác anh chị nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không đến từ những vật chất bên ngoài, mà đến từ sự bình an trong tâm hồn. Ất Mão cũng học được cách tha thứ và buông bỏ những gì không còn cần thiết cho cuộc sống để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn. Dành cho Ất Mão ở thời điểm hiện tại có một số lời khuyên quý báu. Giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Hãy tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh và đủ giấc ngủ để duy trì sức khỏe tốt nhất có thể. Giữ tinh thần lạc quan, luôn giữ tinh thần lạc quan và hạnh phúc, tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Học hỏi không ngừng, hãy luôn tìm kiếm kiến thức mới, tham gia các khóa học, đọc sách để phát triển bản thân và sống có ý nghĩa hơn. Cống hiến cho cộng đồng, hãy tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những người xung quanh và cống hiến cho xã hội để tạo ra một cộng đồng tốt đẹp hơn. Tuổi 50 không phải là điểm dừng lại, mà là một cơ hội mới để ta sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống và sống mạnh mẽ, ý nghĩa nhất có thể. Theo lời tiên tri của giới tử vi, trong 5 năm sắp tới tuổi Ất Mão cực may mắn, nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người. 5 năm tới này hứa hẹn mang đến cho bạn những điều tuyệt vời với vô số cơ hội phát triển và gặt hái thành công. Năng lượng tích cực từ các cát tinh soi chiếu như tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy trong bạn niềm tin và ý chí để hiện thực hóa những dự định ấp ủ bấy lâu. Đây là thời điểm vàng để bạn biến ước mơ thành hiện thực, khẳng định bản thân và tạo dựng vị thế vững chắc trong cuộc sống. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tam hợp chính là điểm nhấn đặc biệt quý nhân xuất hiện như một cánh tay đắc lực, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ và đưa ra lời khuyên quý giá, định hướng bạn trên con đường phát triển phù hợp. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin bước vào những thử thách mới, chinh phục những mục tiêu cao hơn mà không phải lo lắng hay e dè. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn dễ dàng tạo dựng được thiện cảm và nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn và thử thách. Đây là một lợi thế vô cùng quan trọng, giúp bạn gặt hái thành công nhanh chóng và bền vững hơn. Hãy tự tin nhận lấy những nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ, tăng cường sự sáng suốt và nhanh nhạy, từ đó tìm ra hướng giải quyết công việc hiệu quả. Đừng ngại dấn thân và thử sức mình, bạn sẽ khám phá được tiềm năng vô hạn của bản thân và đạt được những thành tựu mà bạn chưa từng nghĩ đến. Năm tới hứa hẹn mang đến cho bạn một vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, năng lượng dồi dào từ các cát tinh sẽ kích thích vận trình tài chính, mở ra vô số cơ hội kiếm tiền ập đến dồn dập. Đây là thời điểm vàng để bạn phát triển bản thân, gia tăng thu nhập và gặt hái thành công vang dội. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội tiềm năng, bạn cũng cần đối mặt với những thách thức nhất định. Năng lượng dồi dào có thể khiến bạn choáng ngợp bởi vô số lựa chọn đầu tư và phát triển. Do đó, hãy dành thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng, phân tích cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Việc nghiên cứu thị trường, đánh giá rủi ro và lựa chọn hướng đi phù hợp sẽ giúp bạn đảm bảo lợi nhuận tối ưu và hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có. Thay vì chạy theo xu hướng đám đông, hãy dành thời gian để lắng nghe tiếng nói bên trong và lựa chọn con đường phù hợp nhất với bản thân. Mỗi người đều sở hữu những tiềm năng và khả năng riêng biệt. Thành công sẽ đến khi bạn khai phá và phát huy tối đa những giá trị độc đáo của chính mình. Hãy tự tin vào bản thân, trau dồi kiến thức và kỹ năng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nếu bạn đã ấp ủ một kế hoạch kinh doanh từ lâu, đây là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào thực hiện. Năng lượng tích cực của các cát tinh sẽ hỗ trợ bạn trên từng bước đường, giúp bạn gặp gỡ nhiều quý nhân và nhận được sự trợ giúp cần thiết. Hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, biến ý tưởng thành hiện thực và gặt hái thành công vang dội. Với những ai đang làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhận được sự ghi nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Đây là động lực to lớn để bạn tiếp tục cống hiến và phát triển bản thân trong tương lai. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Với người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để tìm kiếm và gặp gỡ những mối duyên mới. Nét duyên dáng, tự tin và sự thu hút của bạn sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm của đám đông, tạo ấn tượng khó phai trong lòng người khác. Hãy mở lòng và sẵn sàng đón nhận những rung động mới. Bạn sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Đối với những người đã có gia đình, đây là thời điểm để vun đắp và củng cố thêm tình cảm vợ chồng. Bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có và luôn dành cho nửa kia sự quan tâm, chăm sóc ân cần. Điều này khiến đối phương cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng của bạn, từ đó càng thêm yêu thương và gắn bó với bạn. Tuy nhiên, vì quá nổi bật và thu hút, nên bạn cần lưu ý giữ khoảng cách thích hợp với những người xung quanh, đặc biệt là những người khác giới. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi hành động, tránh những lời nói và cử chỉ mập mờ, dễ gây hiểu lầm cho người khác, đặc biệt là những người khác giới. Hãy trân trọng hạnh phúc của bản thân và gia đình, đừng để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Bên cạnh những thành công và hạnh phúc, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi,
thư giãn và tập luyện thể thao để nâng cao sức đề kháng. Hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh ôm đồm quá nhiều việc. Tham gia các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên và hạn chế sử dụng thức ăn nhanh, đồ uống kích thích để tăng cường sức khỏe và nâng cao hệ miễn dịch. Gia đình là nơi bạn tìm thấy sự bình yên và nạp lại năng lượng sau những ngày dài làm việc. Hãy dành thời gian bên gia đình và người thân để cảm nhận cuộc sống thêm ý nghĩa và trọn vẹn. Cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những câu chuyện trong cuộc sống sẽ giúp bạn gắn kết hơn với những người thân yêu. Hãy trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình để tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ và khó phai. Cùng nhìn lại diễn tiến cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975 qua các năm. Từ năm 20 đến 25 tuổi, giai đoạn này đánh dấu sự tập trung mạnh mẽ của Ất Mão vào việc xây dựng sự nghiệp và danh vọng cá nhân, bản tính bền bỉ và kiên cường, giúp họ vượt qua những thất bại ban đầu trong công việc. Dù phải trải qua nhiều thử thách và có thể trải qua nhiều ngã rẽ nghề nghiệp, nhưng họ vẫn không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm con đường phù hợp. Khoảng thời gian này tình yêu và chuyện tình cảm không nằm trong sự ưu tiên của họ, và thậm chí có thể thể hiện thái độ thờ ơ. Từ năm 26 đến 30 tuổi, nên cẩn thận về tình duyên có nhiều rắc rối, dù có nhiều lo buồn vào khoảng thời gian này, 26 tuổi, năm bình thường, năm 27 tuổi, không mấy tốt, những năm còn lại có nhiều triển vọng về tài lộc, cuộc sống, giai đoạn này là khoảng thời gian đầy bước tiến và thành công trong sự nghiệp. Họ thu hoạch được nhiều thành tựu quan trọng trong công việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để xây dựng mối quan hệ trong xã hội và thiết lập các mối liên kết quan trọng. Từ năm 31 đến 35 tuổi, những năm này có thể đánh dấu những chuyến đi xa, nhưng cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân, cả trong công việc và cuộc sống gia đình, để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi. Sự nghiệp tiếp tục phát triển và mọi dự định đều tiến xa. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, dù có thành công thì việc duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân vẫn là vấn đề quan trọng. Từ năm 36 đến 40 tuổi, giai đoạn này được dự đoán sẽ gặp được quý nhân và sự may mắn là đến với nữ tuổi Ất Mão. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, đặc biệt là về tài chính, cuộc sống dư giả và thoải mái hơn, đồng thời sự nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cơ hội thăng tiến và tăng lương xuất hiện, giúp họ khẳng định bản thân và đạt được những mục tiêu cao cả. Từ năm 41 đến 45 tuổi, đây là giai đoạn thích hợp để thực hiện các ý tưởng kinh doanh lớn. Ngoài ra tuy tài chính tăng trưởng, nhưng về mặt tình cảm có thể gặp trở ngại. Gia đình có thể đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau và các mối quan hệ trong gia đình có thể bị ảnh hưởng. Từ năm 46 đến 50 tuổi, giai đoạn này đánh dấu sự xuất hiện của những vận hạn và khó khăn. Cẩn trọng trong việc quản lý tài chính và tránh đầu tư rủi ro là điều quan trọng. Sức khỏe có thể giảm sút, cần phải dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi. Tiếp theo, chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi trên các phương diện chính của cuộc sống, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của quý cô bác anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Ất Mão 1975. Xem tử vi chọn đời tuổi Ất Mão 1975, cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm biến cố, vất vả từ trong trứng. Nhưng nhờ nghị lực và lòng quyết tâm con giáp này vẫn bền bỉ với thời gian. Trong 5 năm tới, sau khi thoát khỏi đại hạn 49 tuổi, Ất Mão có sự phát triển về sự nghiệp được nhanh chóng. Nhận được nhiều sự hậu thuẫn của các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Trong công việc nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết và thông minh của mình mà tuổi Ất Mão đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Họ là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Ất Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Ất Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Với tính cách ôn hòa, dịu dàng, tuổi Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn bình yên. Họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy dù trong những lúc gặp khó khăn, sóng gió, thì tuổi Ất Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Ất Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Đặc biệt là ở tuổi 50 tuổi, con giáp này có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào lúc trung vận có được nhiều kết quả tốt đẹp, vào hậu vận thì được đầy đủ và an nhàn sung sướng. Tóm lại, tuổi Ất Mão tạo được nhiều tốt đẹp
và phước lành cho tận nhiều đời sau. Con cái sự nghiệp nối tiếp nhau thành danh, tiếng vang muôn đời. Tuy Ất Mão làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên họ có nhược điểm là chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Ất Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Cần sửa chữa điểm này sẽ giúp Ất Mão càng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Về phương diện tài lộc tuổi Ất Mão 1975. Theo luận giải tử vi tuổi Ất Mão cho thấy, người tuổi Ất Mão tuy phải trải qua nhiều gian khổ, thời trẻ cũng đôi lần rơi vào cảnh túng thiếu, nhưng đều may mắn vượt qua. Nhờ sự tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống mà họ thường gặp nhiều may mắn, nhận được những cơ may phát tài lớn, đổi đời giàu có trong phút chốc, đến chính họ cũng không ngờ tới được. Trong 5 năm tới cuộc sống Ất Mão phát triển hoàn toàn, đời sống nâng cao lên nhờ tiền bạc, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận an nhàn rõ 10 mươi. Trong đời sống Ất Mão là những người khẳng khái chính trực, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng dồi dào, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, cuộc đời có nhiều cơ may đến trong đời, có thể giúp bạn kiếm tiền tỷ về tay, vì vậy cần tận dụng nắm bắt tốt. Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, tiền tài danh vọng đều phất nhanh, đây cũng vốn là vận số người tuổi Ất Mão 1975 được hưởng, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục, cũng có thể nói trong 5 năm tới, con giáp này sẽ có được tài lộc viên mãn, sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn nếu người tuổi Ất Mão có thể kết hợp với người tuổi khác, thì sẽ gặp may mắn rất nhiều, tuy nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bị ổi hãm hại trên đường đời. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, vay nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, có tiền thì đầu tư vào đất đai, mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ giữ tiền tốt hơn Ất Mão nhé. Theo luận đoán tử vi, tuổi Ất Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh sáng suốt và có óc phân tích nhạy bén, nên nhìn ra được nhiều cơ hội kiếm tiền về tay. Khi làm việc họ tập trung cao độ, không bị tâm bởi bất kỳ điều gì, dù có phải trải qua khó khăn thử thách, tuổi Ất Mão cũng sẵn sàng vượt qua. Tuy nhiên, để công việc, tài lộc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn, họ nên hợp tác với những tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Bính Thìn, Nhâm Tuất, và Ất Mão cũng đại kỵ với tuổi Giáp Tý, Bính Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Nhâm Tý, Canh Thân, nên hạn chế hoặc không làm ăn hợp tác với những tuổi này quý vị nhé. Về tình cảm gia đạo tuổi Ất Mão 1975. Đối với con giáp tuổi Ất Mão, không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Ất Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tuổi Ất Mão sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân xung quanh mà không cần đắn đo suy nghĩ. Đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Người tuổi Ất Mão sẽ cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi được nhiều mọi người xung quanh sống trong vui vẻ, hòa bình. Phụ nữ tuổi Ất Mão dịu dàng, đoan trang đúng như mẫu người chuẩn mực của xã hội. Họ luôn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người con hiếu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ với tình yêu thương con vô bờ. Khi kết hôn, những người này thường có cuộc sống hôn nhân gia đình rất hạnh phúc. Đàn ông tuổi Ất Mão thích những cô nàng có chung sở thích, tính cách giống mình. Họ coi trọng sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ dài lâu. Đàn ông Ất Mão là người chu đáo, quan tâm yêu thương lo lắng cho gia đình và cũng là trụ cột của gia đình. Gia đạo của những người tuổi Ất Mão được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, đông con đông cháu, về già được nhờ phúc con cái rất nhiều. Tuy nhiên trong cuộc đời khó tránh khỏi những va vấp mâu thuẫn trong gia đình, giữa anh em, con cái với nhau, hay quan hệ ngoài xã hội gặp khúc mắc, tranh luận gay gắt khiến ta quay cuồng, áp lực. Nhưng nếu Ất Mão luôn giữ được bình tĩnh, dĩ hòa vi quý thì mọi sự sẽ được tốt đẹp. Cuộc đời vốn dĩ là vậy, buồn vui đan xen, sướng khổ trộn lẫn. Nhưng nhìn tổng quan Ất Mão trong cuộc đời vẫn có được sự nghiệp, tình duyên, gia đạo được êm ấm, nhiều bất ngờ may mắn, về già được sống an nhàn thành thơi. Về phương diện sức khỏe tuổi Ất Mão 1975. Trong cuộc đời tuổi Ất Mão được ông tử vi độ mạng, ban cho sức khỏe và sự bình an, có nạn cũng may mắn vượt qua được. Từ trung vận sức khỏe có phần sụt giảm, nhưng nghỉ ngơi tập luyện sẽ cải thiện và hồi phục nhanh chóng. Hậu vận an nhàn hưởng lộc con cháu, sống thọ lâu dài, từ 80 đến 95 tuổi, đặc biệt nếu ăn ở hiền hòa, làm việc phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống lâu trăm tuổi, bách niên dài lão. Người tuổi Ất Mão ngũ hành thuộc mộc, người mệnh mộc sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết,
gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Hơn nữa, Ất Mão tính cách nóng nảy dễ vì kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý với mọi sự, bởi nóng giận hại gan sẽ làm sức khỏe Ất Mão nhanh chóng giảm sút. Việc tích cực lạc quan, yêu đời là rất cần thiết cho anh chị ở giai đoạn này. Nếu cuộc sống có thể vô ưu, vô lo thì còn gì bằng, nhưng cũng đừng vì quá phiền lòng hay quá nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Ất Mão thay vì vậy, hãy tìm cho mình niềm vui thích riêng, tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch với gia đình, hay là bữa ăn đông vui cùng con cháu, tham gia một số câu lạc bộ với sở thích của mình, cũng giúp cuộc sống đa màu muôn vẻ hơn quý vị nhé. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Ất Mão theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. 1. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 1 âm lịch, tháng Giêng. Sinh vào tháng Giêng âm lịch, tiết Tân Xuân, người tuổi Mão được hưởng phúc lộc đất trời, cuộc sống no ấm đủ đầy. Tuy nhiên, con đường công danh gặp nhiều chông gai, phải vất vả, chạy vạy ngược xuôi. Hồng phúc cha mẹ che chở sẽ giúp số phận bớt long đong. Lựa chọn công việc thực tế, an phận hoàn thành nhiệm vụ, cùng kế hoạch thu chi hợp lý sẽ giúp bạn tránh bớt khổ sở trong đời. 2. Vận mệnh của người tuổi Mão sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, tiết Kinh Chập, là thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt. Người tuổi Mão sinh vào tháng này tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, nhưng kết quả luôn viên mãn, sung túc. Họ có đủ cơm ăn, áo mặc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền đồ sáng lạn. Kiên trì vượt qua những chông gai, tuổi Mão sẽ ngày càng mạnh mẽ, bản lĩnh, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Năng lực của họ đủ để ứng phó với mọi biến cố trong cuộc sống, không gì là không thể chinh phục. Con đường phía trước hứa hẹn nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công rực rỡ. 3. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, tiết Thanh Minh, là thời điểm trời đất giao hòa, mang đến nguồn năng lượng tích cực và may mắn. Người tuổi Mão sinh vào tháng này bất kể nam hay nữ đều được hưởng phúc lộc dồi dào. Họ thông minh, lanh lợi, tư duy sáng tạo, nhạy bén và có tầm nhìn xa, trông rộng. Nhờ vậy con đường sự nghiệp của họ rộng mở, gặt hái nhiều thành công vang dội và đạt được vị trí cao trong xã hội. Trên cả phương diện tài lộc và sự nghiệp, tuổi Mão tháng 3 luôn gặp nhiều may mắn, mọi việc họ làm đều suôn sẻ, thành công, đạt được kết quả như mong muốn mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Họ tự lập, tự chủ, dựa vào năng lực bản thân và sự trợ giúp của quý nhân để gây dựng sự nghiệp vững chắc. Tuy được hưởng phúc lộc từ gia đình, nhưng họ không ỷ lại, luôn nỗ lực hết mình để tạo dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. 4. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch, tiết Lập Hạ, tuy mang hơi nóng, oi bức, nhưng cũng là lúc cây cối đơm hoa kết trái, thể hiện sức sống mãnh liệt. Người tuổi Mão sinh vào tháng này cũng vậy. Họ sở hữu nhiều cơ hội để thăng tiến trong cuộc sống. Họ mang tính cách hòa nhã, dễ gần, pha chút lãng mạn của nghệ sĩ, với sự uyên bác, đa tài và học rộng biết nhiều. Con giáp này có thể thành công rực rỡ trong bất kỳ lĩnh vực nào, bất kể theo nghiệp văn hay nghiệp võ. Họ đều có thể tạo dựng được sự nghiệp vang dội. Họ có thể trở thành tướng tài nếu theo nghiệp võ, văn hào nếu theo nghiệp văn, hay gặt hái thành công vang dội nếu theo con đường nghệ thuật. Gia đình của họ cũng vô cùng hạnh phúc, vợ chồng đều có địa vị cao quý, con cháu thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý, cuộc sống của họ bình an, thuận lợi, tràn đầy hạnh phúc và phú quý. 5. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch, tiết Mang Trùng, là thời điểm cây cối sinh trưởng mạnh mẽ. Người tuổi Mão sinh vào tháng này, bất kể nam hay nữ đều có công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi. Tuy khởi đầu có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng từ trung vận trở đi họ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, cuộc sống sung túc, phú quý. Họ có đầu óc kinh doanh nhạy bén, biết cách làm ăn buôn bán, tự tay gây dựng sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng là người nho nhã, có tu dưỡng, được mọi người yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng hợp tác. Cuộc đời của họ êm đềm, ít gặp biến cố, luôn gặp nhiều thuận lợi và may mắn. 6. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch, tiết Tiểu Thử, là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cối xanh tươi. Vận mệnh của người tuổi Mão sinh vào tháng này cũng mang theo khí chất của đất trời. Họ sở hữu tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát và chỉ huy. Nhờ vậy, con đường công danh, sự nghiệp của họ luôn thuận lợi, thăng tiến nhanh chóng. Vận may liên tiếp đến, gia đình họ hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe của họ cũng rất tốt, được mọi người xung quanh yêu quý và tôn trọng. 7. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 7 âm lịch. Tháng Lập Thu chào đón những người tuổi Mão thông minh, nhạy bén. Họ có khả năng tiếp thu nhanh nhạy và xử lý linh hoạt mọi tình huống.
tạo dựng sự tin tưởng nơi người khác. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của họ khá suôn sẻ, gặt hái nhiều thành công mà không gặp nhiều trắc trở. Mọi việc diễn ra thuận lợi, mang đến cuộc sống an lành. Cát Tường, với trí tuệ hơn người và phẩm chất cao quý, người tuổi Mão sinh tháng 7 âm lịch luôn được ban tặng sự sung túc đủ đầy. Họ không bao giờ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Nếu theo đuổi con đường nghệ thuật, họ sẽ phát huy tối đa tài năng, gặt hái thành công vang dội nhờ tài năng văn chương nghệ thuật. Tuy nhiên, họ cần tự lập cánh sinh, không dựa dẫm nhiều vào gia đình. Cha mẹ tuy yêu thương, nhưng không thể hỗ trợ họ quá nhiều trong sự nghiệp. 8. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, người được phú quý và vinh hoa, hưởng lợi lớn. Sinh trong tháng này, người tuổi Mão có tâm lương thiện, không bao giờ gây hại cho người khác và không bao giờ ép buộc hay ức hiếp bất kỳ ai. Vận mệnh của họ rất tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi đền đáp, ngay cả khi đối diện với nguy hiểm hay tổn thất cá nhân. Người tuổi Mão sinh vào tháng 8 âm, vận mệnh của họ rất tốt, có thể đạt được vị trí quan trọng, hưởng lợi nhiều, có danh vọng và giàu có suốt đời, khả năng phản ứng linh hoạt, khả năng phân tích vấn đề giỏi, giúp họ thăng tiến thành công. Sự thịnh vượng về tài lộc của họ là rõ ràng, họ sẽ có nhiều tiền bạc và gia đạo của họ cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. 9. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch, tiết Hàn Lộ mang theo bầu không khí se lạnh, êm đềm, cũng là thời điểm những người tuổi Mão chào đời. Khác với những người Mão khác, họ mang trong mình tính cách có phần an phận, thiếu đi sự bứt phá và ý chí kiên cường. Họ dễ dàng hài lòng với hiện tại, ít khi cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu. Tuy cuộc sống không đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể gọi là đại phú đại cát. Điều này khiến họ thường xuyên cảm thấy không hài lòng, oán trách số phận và dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Thế nhưng, ẩn sâu trong họ là một tiềm năng to lớn. Điểm yếu lớn nhất của họ chính là thiếu đi tinh thần cầu tiến. Nếu có thể bứt phá giới hạn bản thân, trau dồi ý chí và quyết tâm, họ hoàn toàn có thể đạt được những thành công vang dội. Hãy thử tưởng tượng, một chú mèo hiền hòa vốn dĩ đã được yêu mến bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế, nay lại thêm bản lĩnh và ý chí kiên cường, họ sẽ trở nên mạnh mẽ và thu hút đến nhường nào. Con đường thành công không dành cho những kẻ lười biếng, hãy thay đổi tư duy, rèn luyện bản thân và dũng cảm tiến lên phía trước. Mão tháng 9 hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tin tưởng vào bản thân và bạn sẽ đạt được những điều phi thường. 10. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 10 âm lịch. Khi tiết lập đông ùa về, se lạnh len lỏi trong từng hơi thở, mang theo bầu không khí hưu quạnh, ảm đạm, một mảnh ghép đặc biệt của tháng 10 âm lịch dần hiện lên. Đó là hình ảnh của những cá nhân mang mệnh cách độc đáo, ẩn chứa bên trong vẻ ngoài bình dị một tâm hồn khác biệt. Từ thuở ấu thơ, họ đã mang theo vận mệnh cô độc, tự tạo niềm vui cho bản thân trong thế giới riêng biệt, lập dị, tách biệt khỏi đám đông. Họ tìm kiếm sự an toàn trong những góc khuất, nơi không ai có thể dòm ngó. Mang trong mình phẩm chất cao quý, thậm chí có phần kiêu hãnh, họ chẳng màng đến ánh nhìn hay lời bàn tán của thế giới xung quanh, nổi bật hay trở thành tâm điểm không phải điều họ hướng đến. Dẫu cuộc đời không thiếu những chông gai, hiểm nguy, họ luôn được quý nhân phù trợ, hóa giải những rào cản, đưa họ đến bến bờ bình an. Tháng 10 âm lịch ẩn chứa sức hút kỳ lạ, vẽ nên bức tranh cuộc sống với những mảng màu độc đáo, nơi những cá nhân mạnh mẽ bản lĩnh, bước đi trên con đường riêng, tự vẽ nên câu chuyện của chính mình. 11. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 11 âm lịch. Sinh ra trong tiết Đại Tiết, người tuổi Mão tháng 11 sở hữu tài năng thiên bẩm và trí tuệ tinh anh. Tuy nhiên, do tổ nghiệp ít phúc, họ thường phải tự thân lập nghiệp, bôn ba nơi đất khách quê người. Anh em trong nhà cũng không có điều kiện hỗ trợ nhiều, khiến họ mang nhiều tâm tư, trăn trở. Tuy vậy, họ là những người trọng nghĩa khinh tài, luôn đề cao tình bạn và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tài lộc của họ có phần thất thường, dễ tụ nhưng cũng dễ tan. Trong giai đoạn đầu đời, họ có cuộc sống tương đối đủ đầy, suôn sẻ. Tuy nhiên, phải đến sau tuổi 39 đến 40, vận may mới thực sự mỉm cười, đưa họ đến với thành công và phú quý hơn người. Nhìn chung, người tuổi Mão sinh tháng 11 có số mệnh khá tốt đẹp, hưởng phúc lộc dồi dào, sống thọ an nhàn. 12. Vận mệnh người tuổi Mão sinh tháng 12 âm lịch, tháng Chạp. Sinh ra trong tiết Tiểu Hàn, người tuổi Mão tháng 12 mang trong mình khí chất thông minh, đĩnh ngộ, cùng sự khéo léo và tài năng, họ chu đáo, tỉ mỉ, sở hữu trí tuệ mẫn tiệp và ý chí kiên cường, luôn ham học hỏi và không ngại thử thách bản thân. Nhờ vậy, cuộc đời họ sau này có nhiều khởi sắc, gặt hái thành công trong công danh, sự nghiệp, hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc. Bản tính khoan dung, độ lượng và phóng khoáng giúp họ được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi. Từ trung vận, họ tự mình gây dựng cơ đồ, không dựa dẫm vào ai, dần dần đạt đến đỉnh cao vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, đường tình duyên của họ có phần lận đận, thường kết hôn muộn nhưng dễ tìm được người tâm đầu ý hợp từ năm 40 đến 45 tuổi. Con cái họ thành danh,
gia sản ngày càng phát triển. Tuy vậy, họ cần cẩn trọng để phòng những biến cố bất ngờ trong cuộc sống gia đình để bảo vệ hạnh phúc của mình. Vâng, thưa quý vị, để biết những cách để thu hút được nhiều may mắn và tài lộc trong cuộc sống, dưới đây là một số cách giúp bạn gia tăng vận may và tài lộc. 1. Đi lễ chùa đầu năm. Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đây là dịp để mọi người cầu mong cho một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn. Bạn nên chọn những ngôi chùa linh thiêng, nổi tiếng để cầu nguyện, nên ăn mặc lịch sự, trang nhã khi đi lễ chùa. 2. Làm việc thiện. Làm việc thiện là một cách tích phúc đức và giúp bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện như quyên góp tiền, tặng quà cho người nghèo, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ mồ côi. 3. Giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng sẽ tạo ra năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và may mắn. Bạn nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và thường xuyên lau chùi, quét dọn thường xuyên. 4. Tránh những điều xui xẻo. Có một số điều được cho là mang lại xui xẻo, chẳng hạn như hắt hơi vào buổi sáng, nên hắt hơi vào khăn tay hoặc vào khuỷu tay để tránh xui xẻo. Làm vỡ đồ đạc, nên cẩn thận khi sử dụng đồ đạc để tránh làm vỡ. Nếu lỡ làm vỡ, bạn nên dùng chổi quét sạch mảnh vỡ và vứt bỏ chúng. Gặp người tang nên tránh gặp người tang nếu có thể. Nếu lỡ gặp bạn nên đi đường khác hoặc quay lại nhà. 5. Mang theo vật phẩm phong thủy. Một số vật phẩm phong thủy được cho là mang lại may mắn và tài lộc, chẳng hạn như tỷ hưu. Tỷ hưu là linh vật phong thủy có tác dụng thu hút tài lộc. Bạn có thể mang theo tỷ hưu bên mình hoặc đặt tỷ hưu ở nhà để cầu tài lộc. Thiềm thử. Thiềm thử là linh vật phong thủy có tác dụng thu hút tài lộc và phun ra tiền vàng. Bạn có thể đặt thiềm thử ở nhà hoặc nơi làm việc để cầu tài lộc. Đá phong thủy. Có nhiều loại đá phong thủy khác nhau, mỗi loại mang lại một ý nghĩa riêng. Bạn có thể chọn loại đá phù hợp với mệnh của mình để mang theo bên mình hoặc đặt ở nhà để cầu tài lộc. 6. Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Tinh thần lạc quan, vui vẻ sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tích cực và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, giữ cho tâm trạng vui vẻ và tránh lo âu, phiền muộn. 7. Cố gắng làm việc và học tập. Cố gắng làm việc và học tập là cách tốt nhất để bạn đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. 8. Giữ chữ tín. Giữ chữ tín là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi người cần có. Hãy luôn trung thực trong lời nói và hành động của mình. 9. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là một cách tích phúc đức và giúp bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. 10. Biết ơn những gì mình đang có. Hãy luôn biết ơn những gì mình đang có. Từ những điều nhỏ bé nhất, biết ơn sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tích cực và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể để lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.